Kim Dung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin đáng chú ý được phát sóng trong bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ ba ngày 25 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức giao ban với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quý 2 năm 2023 nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã đề xuất kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung như sớm ban hành nghị quyết chuyên đề xây dựng thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên, huyện Văn Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đề nghị tỉnh sớm tổ chức công bố quy hoạch chung huyện Văn Giang để làm căn cứ trình các bước tiếp theo, quan tâm tạo điều kiện chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp với các huyện để hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao còn thiếu, quan tâm hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4, có giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc để giao đất dịch vụ cho người dân có đất bị thu hồi thuộc dự án khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang và đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến thăm tặng quà người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến thăm tặng quà hai gia đình chính sách là bà Phạm Thị Suốt là vợ liệt sĩ ở thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa và bệnh binh Trần Duy Miên ở thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cử. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào cũng vừa tới thăm và trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho gia đình thương binh Vũ Hồng Đoàn ở tổ dân phố An Tháp, phường Nhân Hòa và thương binh Nguyễn Văn Tiến ở tổ dân phố Cộng Hòa, phường Bần Yên Nhân. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện giảm 10% giá vé trên tất cả các tuyến tàu cho hành khách là học sinh, sinh viên và thân nhân người đi nhập học năm học 2023-2024. Học sinh, sinh viên được mua giá ưu đãi cho một lượt vé đi và một vé cho thân nhân đi cùng. Điều kiện khi mua vé đi tàu là học sinh, sinh viên cần cung cấp giấy báo thi, thẻ dự thi, giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ. Hành khách có thể đặt vé thông qua website của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoặc gọi qua các tổng đài bán vé. Ngoài ra, người dân cũng có thể mua vé qua ứng dụng ví điện tử hoặc liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé của ngành đường sắt. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản đề nghị các sở ngành, đơn vị, thành viên và các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam. Theo đó, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường và các lực lượng thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi tập kết buôn bán vận chuyển giết mổ, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các yếu tố nguy cơ và các biện pháp phòng chống dịch bệnh có thể xâm nhiễm thông qua các hoạt động buôn bán vận chuyển, tiêu thụ trái phép gia cầm, hướng dẫn nhân dân đảm bảo vệ sinh chăn nuôi và giết mổ gia cầm, không sử dụng gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm dịch. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, một số đối tượng lừa đảo đã giả danh công an, kiểm sát viên, điều tra viên, gọi điện đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là chiêu thức lừa đảo không mới nhưng đã khiến nhiều người rơi vào bẫy. Thời gian qua, tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, đã có khoảng 10 khách hàng nhận được tin nhắn của gọi lạ được cho là lừa đảo. Một số khách hàng đã trực tiếp đến ngân hàng để xác minh tài khoản. Rất may, nhờ có sự cảnh báo của cán bộ ngân hàng nên chưa ai mất tiền oan từ các bẫy lừa đảo. Thủ đoạn của đối tượng thường gửi cho người dân một đường link web, yêu cầu truy cập và chuyển tiền với nội dung nộp phạt. Nạn nhân mà các đối tượng lừa đảo hướng tới thường là những người cao tuổi, có ít kỹ năng trong việc sử dụng các thiết bị thông minh. Người dân cần cảnh giác, xác minh rõ ràng thông tin để tránh rơi vào những bẫy lừa đảo đáng tiếc. Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội có tình trạng xe vận chuyển rác làm rò rỉ, chảy nước ra đường gây ô nhiễm môi trường. Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo công an huyện bố trí lực lượng xử lý nghiêm các xe chở rác này.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn đã xử lý 6 xe chở rác để chảy nước thải ra mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường với số tiền phạt 18 triệu đồng. Công an huyện Sóc Sơn cũng phối hợp với đội thanh tra giao thông huyện xử lý 15 xe vi phạm về môi trường như chở rác thải để nước chảy xuống mặt đường, xe lôi kéo chất bẩn dừng đỗ sai quy định với số tiền phạt gần 122 triệu đồng. Sáng ngày 25 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện vòi rồng. Hiện tượng này xuất hiện vào khoảng 7 giờ sáng nay ở khu vực đảo Cát Bà đi vào từ hướng biển. Vòi rồng cao hàng trăm mét lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực vùng biển này trong vài phút rồi tan, không gây thiệt hại về người và của. Trước đó vào tháng 9 năm 2020, trước khu vực biển gần cầu Bạch Đằng, nối quận Hải An, Hải Phòng sang thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh cũng xuất hiện một vòi rồng hàng chục mét. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức về việc chấp thuận hai đêm nhạc Blackpink vào đêm 29 và 30 tháng 7 tại sân vận động Mỹ Đình như kế hoạch. Để hai đêm nhạc diễn ra thành công với khoảng 67.000 khán giả tham dự, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành địa phương, chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, Sở xây dựng phương án đảm bảo y tế, đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện mến khách là địa phương phù hợp để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao tới bạn bè quốc tế. Tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Quốc hội Israel chiều ngày 24 tháng 7 đã thông qua điều khoản quan trọng nhất trong dự luật cải cách tư pháp gây tranh cãi do chính phủ đệ trình. Điều khoản này liên quan đến việc hạn chế quyền lực của tòa án tối cao. Phiên bỏ phiếu thông qua điều khoản chính trong dự luật đã bị toàn bộ các nghị sĩ phe đối lập tẩy chay. Dự luật hạn chế quyền lực của tòa án tối cao trong việc bác bỏ các quyết định của chính phủ và các bộ trưởng đã được thông qua với tỷ lệ 64-0 trong cơ quan lập pháp của 120 thành viên. Đó là một chiến thắng chính trị cho Liên minh Tôn giáo dân tộc chủ nghĩa cứng rắn của Netanyahu, nhưng lại là một chiến thắng gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị và châm ngòi cho các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn nhất trong lịch sử gần đây của đất nước. Tại Ấn Độ, một bé trai 3 tuổi đã may mắn sống sót sau khi rơi xuống giếng sâu 12 mét và được lực lượng cứu hộ giải cứu. Vụ việc xảy ra hôm 23 tháng 7 tại làng Kul ở quận Nalanda thuộc bang Bihar, miền đông Ấn Độ. Bé trai 3 tuổi Sivan Kumar lúc đó đang chơi gần một miệng giếng khoan bỏ hoang, không có nắp đậy và vô tình bị rơi xuống bên dưới. Đơn vị cứu hộ đã đưa dưỡng khí vào bên trong giếng thông qua các đường ống để đảm bảo bé trai có đủ dưỡng khí trong thời gian chờ giải cứu. Họ cũng đã thả camera giám sát xuống bên dưới để quan sát và đánh giá tình hình. Chiến dịch kết thúc thành công sau gần 8 giờ, bé trai được đưa ra ngoài an toàn và đội ngũ y tế hỗ trợ ngay tại hiện trường. Mặc dù sức khỏe của cậu bé ổn định nhưng tiếp tục được nhân viên y tế theo dõi thêm. Sáng ngày 25 tháng 7, cơn bão có tên quốc tế là Doksuri đã tiếp tục mạnh lên ngoài khơi đảo Luzon của Philippines. Dự báo bão còn tiếp tục mạnh thêm, tiệm cận cường độ của một siêu bão và đi vào khu vực Bắc Biển Đông. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 7, tâm bão Doksuri cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Theo dự báo, Doksuri sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, tiếp tục vào khu vực Bắc Biển Đông và mạnh thêm. Đến 7 giờ sáng ngày 26 tháng 7, tâm bão ngay sát phía bắc của đảo Luzon của Philippines. Bão Doksuri hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 20 tháng 7 và sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão vào sáng 21 tháng 7, trở thành cơn bão thứ 5 trên Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay. Ngày 24 tháng 7, giới chức Senegal cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong một vụ lật thuyền ngoài khơi thủ đô Dakar của nước này. Nguồn tin trên cho biết khả năng cao những người thiệt mạng đều là người di cư. Lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác tìm kiếm các thi thể từ đêm 23 tháng 7 và cho biết số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền có thể tăng lên 16 người. Senegal đã ghi nhận các vụ chìm thuyền tương tự trong những tuần gần đây, chủ yếu trên tuyến đường biển từ Tây Bắc Châu Phi băng qua Đại Tây Dương tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Đây vốn là điểm đến chính của những người di cư trước khi đến các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu EU. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.